Mình sẽ kéo lên xem có cá không nhá mọi người nhá. Đây nào. Có cá. Ui giời ơi. Cá rồi đây. Cá chạch mọi người ạ. Ui lâu lắm mới thấy cá chạch suối đấy mọi người ạ. Quay trở lại với video tiếp theo của mình nhé mọi người nhé. Hôm nay mình phải đi câu cá tiếp mọi người. Thì đúng rồi, cần câu của mình nhé mọi người. Cần câu huyền thoại của mình mọi người. Đấy. Thì ống run của mình mọi người. Hôm nay mình sẽ câu đến đêm luôn nhé mọi người nhé. Đấy, mình mang theo cái cặp này. Cả mình mang theo cái phác mịt của người Thái của mình mọi người. Đấy. Sau một trận lũ rất là to này mọi người. Trận lũ lịch sử chưa từng có từ trước tới giờ. Chả biết làm gì, chỉ biết đứng nhìn thôi. Mình sẽ đi câu thử xem không biết có cá không nhé. Mình nghe xong rồi sẽ thả được cái kia một cân nhé mọi người nhé. Ôi dồi ôi, đây rồi. Ông dưng của mình đây rồi. Mình xỏ mồi. Ui. Vì hôm qua hôm kia là ảnh hưởng cơn bão rồi nhỉ. Mình cũng không đi câu được. Bên bóng chả mua sang thì tính sau mọi người ạ. Mình đi thả nhé mọi người nhé. Sẽ thả ở đây nhé mọi người nhé. Piu. Cắm vào đây nhé mọi người nhé. Đấy, cắm cao như này mà có cá cắn câu ấy mọi người ạ. Nó sẽ dần dần kiểu đấy. Kiểu cảm giác mình đi câu là mọi người ai đi câu thì cảm giác nó dần dần thế này là quá là sướng luôn mọi người ạ. Đấy. Giờ mình sẽ di chuyển xuống dưới kia để tìm điểm của mình câu trước kia nhé mọi người nhé. Quá là đẹp. Nhưng mà sau trận lũ thì không biết sẽ như thế nào mọi người ạ. Đây mọi người, mình đã di chuyển đến cái chỗ của mình hay câu ấy mọi người. Trên kia nước cũng ngập luôn. Đây, chỗ này cũng vậy. Mình vẫn có hàng nhưng mà nước cũng nhiều ấy mọi người. Lên thì vẫn ngập cái hố mình câu nhé mọi người nhé. Cái này cũng là một hố này mọi người này. Đấy. Hố này mà có cá chê thì cá chê rất là to luôn mọi người ạ. Vì nó nước lên nó mới có này. Cá chê nó chảy vào này. Với cả trên kia. Cái hố này cũng hố của mình câu có cá chê to to ấy mọi người ạ. Nhưng mà giờ nước nó lên đấy. Đấy. Sau một trận lũ thì nước lên thì bây giờ nó ngập hết này. Có nước chảy vào kiểu như khe ấy mọi người ạ. Khe này nước toàn chảy vào thôi mọi người ạ. Không có nước phọt ra đâu. Cái này quá kỳ lạ luôn. Một trận lũ này mọi người. Mọi người thấy không? Ngập luôn. Ngập hết luôn. Ai à. Không biết có cá không nhá mọi người nhá. Mình thả vào đây
hai ba cơn xem có cá không nhé mọi người nhé. Giờ mình sẽ xỏ mồi rồi thả vào các cái đống này xem có cá chê to to không nhé mọi người nhé. Thì mình thích con to thôi, con to kéo lên báo cá mới sướng ấy mọi người ạ. Đấy, mình sẽ cắm con ở trên này này mọi người này, cắm ở trên này luôn. Đấy, nó kéo thì nó sẽ giật giật đấy, cảm giác nó đi câu nó sướng lắm mọi người ạ. Mình sẽ cắm ở đây trước này, rồi mình sẽ cắm lên trên kia nhé mọi người nhé. Đấy, có khi nếu có cá thì dưới này đã cắn câu đấy mọi người ạ. Rất là nhiều luôn, thì hôm nay mình đào xuống khá là nhiều luôn, thì mình câu đến đêm luôn. Đêm là có hai phóng sang, một với cả phóng sang, và bên sang không mình cũng thả câu này chờ đem đó này, rất là sướng luôn đấy. Rồi có bốn cái này cá kéo thì rất là sướng luôn. Đây trong này nhá, mình đã xỏ mồi một cái xong này, mình sẽ thả luôn này. Ok. Ôi, đi chọn cái chân. Sẽ thả lũ này nhá mọi người nhá. Xem có cá không mọi người nhá. Rồi. Lấy cái này ra trước mọi người ạ. Đấy, cái thả xong thì có cá thì nó sẽ kéo luôn thôi. Rất là đơn giản đây, có cá chê chân mình mọi người. Thả xong rồi này mọi người này. Rất là nhanh gọn thôi. Mình sẽ cắm ở đây này. Cắm chỗ nào để nó... Phải giờ còn có cảm giác nhé mọi người ạ. Đấy. Mình câu ở đây thì nó cho nó kéo xuống sâu ấy thì mình sẽ khó lấy lắm, mình sẽ nó dây ngắn ngắn thôi các bạn. Mà càng ngắn thì nó sẽ cần thiết. Càng ngắn thì nó sẽ hơi giật sống, rất là sướng con. Đá sướng đấy mọi người ạ. Đấy, nó dây chung chung đi. Trên này hai cơn nữa mọi người nhé. Thả xong thì mình sẽ chuyển xuống dưới. Có ông đó.
đây nhé mọi người nhé. Ở đây luôn này. Đấy. Nằm ở đây đi. Cho nó có tí giật giật đấy mọi người ạ. Sướng. Chứ không có tí giật nào thì mình không sướng đấy mọi người ạ. Ở đây rồi. Không ngồi đây rồi. Hy vọng là sẽ có con chép mọi người ạ. Cho nó sướng. Ok, bây giờ mình đã cắm cần xong nhé mọi người nhé. Sẽ chờ tí nữa để di chuyển lên phía trên để mình xem cái cần của mình cắm trước nhé mọi người ạ. Có cá cắn câu cũng nhé mọi người nhé. Giờ mình mới di chuyển đến cái cần đầu tiên của mình cắm này mọi người này. Dây nó rất là căng luôn nhé mọi người nhé. Mọi người thấy không? Rất là căng luôn này. Đấy. Mình sẽ kéo lên xem có cá không nhá mọi người nhá. Đây nào. Có cá. Ui giời ơi. Cá rồi đây. Ui giời. Cá trạch mọi người ạ. Ui lâu lắm mới thấy cá trạch suối đấy mọi người ạ. Đây. Ui giời ơi. Giờ mình đã gỡ xong cá trạch suối nhé mọi người nhé. Giờ mình sẽ xỏ mồi cho tiếp vào này mọi người. Quá là sướng luôn bởi vì khá là lâu rồi mình không thấy cá trạch suối nhé mọi người nhé. Giờ ở suối mà câu được cá trạch như thế này á, ui ôi, quá là sướng luôn. Suối mình là rất là ít cá trạch luôn mọi người. Đấy. Ok, bây giờ mình sẽ di chuyển xuống dưới để mình xem cái cần của mình cắm nhé mọi người nhé. Ước gì cũng dính trạch nữa mọi người. Mình đã di chuyển đến hai cái cần mình cắm ở đây này mọi người này. Không biết còn dính không này. Ôi. Cái này thì ăn mồi mất mọi người ạ. Buồn đấy nhở. Mình sẽ xỏ mồi rồi mình đi thăm một lượt nữa nhé mọi người nhé. Đấy, mình xỏ mồi rồi thả luôn nhé mọi người nhé. Đấy. Sẽ di chuyển đến cái này này. Ủa, trước mình thấy cao cao nhưng mà giờ lại thấy thấp thấp nhỉ. Úi giời ơi. Không dính mọi người. Mình sẽ chỉnh lại mồi rồi thả vào tiếp nhé mọi người nhé. Ok. Mình sẽ di chuyển lên trên một tí để xem cá ở trên nhé mọi người nhé. Mình đã di chuyển đến cái tiếp theo này mọi người này. Mình sẽ lấy cái này lên tí nhé mọi người nhé. Ôi trời ơi. Cái này thì móng rồi mọi người ạ. Thả tiếp này. Mình sẽ nhấc cái này lên thử xem nhé mọi người nhé. Xem có gì cá không. Ý. Mắc mọi người ạ. Ấy dồi ôi. Mắc mọi người ạ. Mình đây. Ăn mồi mất mọi người ạ. Mình sẽ sợ mồi rồi mình sẽ xuống dưới kia để xem cái dưới kia nhé mọi người nhé.
này hình như là khôn lắm mọi người ạ, toàn là ăn mồi mất thôi. Bây giờ mình đã di chuyển đến hai cái cồn cuối cùng mình cắm này mọi người này. Bây giờ mình sẽ kéo lên xem có cá không nhé mọi người nhé. Giờ này thì không dính rồi mọi người ạ. Mồi nó giờ đi nguyên luôn. Không biết cần này có dính không. Mình đã di chuyển đến cái cần cuối cùng của mình cắm nhé mọi người nhé. Không biết có dính cá không nhỉ? Đây nào, đây nào, đây nào, đây nào. Trời ơi. Ăn mồi mất mọi người ạ. Mồi mất, chắc chơi nhờ. Bây giờ đã khuya rồi mọi người ạ. Mình sẽ thu trần câu đi về đây nhé mọi người nhé. Mình chỉ được một con cá trạch thôi mọi người ạ. Nên là cũng khá là mệt mọi người. Đấy. Cảm ơn mọi người đã xem hết video của mình nhé mọi người nhé. Mọi người nhớ theo dõi mình nhé mọi người nhé.